Xin kính chào bà con, hôm nay A Đấu lại tiếp tục giới thiệu với bà con cái dòng lưới cướp thái ba màn hàng chuyên săn cá mè ăn nổi trên mặt nước. Dòng lưới này cao là 2m, dài 100m và cái kích thước nỗ lưới là then 6-12 phân. Cước ở đây là to nhất có thể cho bà con, đó là cước 0.25. Thiết kế phao nổi đây là hàng phao xốp, hàng màu trắng tựa như củ cải, rất là khỏe mạnh, chắc chắn. Và nổi ở đây là phao sẽ nổi trên mặt nước, còn chân chì vẫn dìm và chạy thẳng đứng xuống dưới, để đảm bảo cho bà con khi những con cá mè lớn vào đây là nó sẽ ôm trọn trong cái lưới này. Tại vì thiết kế cho bà con cái túi rất là sâu. Cái then 6 ở đây là 12 phân, đút lọt một bàn tay người lớn. Và dòng này đánh cá từ 1kg đổ lên đến cỡ hơn 10kg, rất đảm bảo cho bà con. Thắt bằng dây bôi và hàng này được thắt là hàng thừa cho bà con. Túi nó rất là sâu, đảm bảo cho bà con là khi bọc những con cá lớn là nó sẽ bọc ôm trọn luôn. Kính chào bà con, nếu như bà con có cái nhu cầu mà đặt những dòng sản phẩm chuyên săn hàng, săn cá mè như thế này, liên hệ ngay với A Đấu. Thì ngoài lối ra thì bà con còn có loại chìm. Chìm thì A Đấu bơm chì nặng cho bà con là đánh chìm nghỉm luôn, chìm chạm đáy luôn. Thì thưa bà con, hãy liên hệ ngay với A Đấu. Xin cảm ơn bà con.